chào mừng quý vị và các bạn đang đến với sóng ngầm tv các bạn thân mến trong sổ tay sinh tồn của lực lượng không quân mỹ chiếc gương nhỏ gọn chính là vật có thể cứu mạng người vì sao vậy khi chúng ta đi lạc trong rừng biển hay sa mạc thì những thiết bị hiện đại nhất như điện thoại dường như trở nên vô dụng điện thoại ngoài tầm phủ sóng hay hết pin khiến bạn khó lòng có thể gọi người cứu giúp ngoài một số cách làm tín hiệu cầu cứu như xếp đá theo hình mũi tên, đốt lửa làm dấu hiệu hay dùng quần áo treo ở trên cao thường được sử dụng thì có một cách đơn giản nhưng tỏ ra hiệu quả không kém. Sử dụng gương soi Trước khi tìm hiểu sâu thêm về cách sử dụng của nó, hãy đọc qua câu chuyện có thật dưới đây. Năm 1980, một bác sĩ quân y đang ở trên một chiếc bè sau hai tuần thám hiểm sông Colorado, đại vực Grand Canyon, Arizona ở Mỹ thì gặp một tai nạn. Khi ông cùng hai người đàn ông khác đang đứng trên bờ để chuẩn bị thả bè cho chuyến thám hiểm Kristen Rapid, một đoạn sông rất nguy hiểm, bất ngờ sợi dây vướng vào chân ông và kéo ông qua những tảng đá với những cơn sóng mạnh. May mắn là người con trai 24 tuổi đã nhanh chóng đuổi theo và cắt sợi dây, nhưng vị bác sĩ lại bị thương rất nặng, đầu gối và khung chậu bị vỡ, hông bị biến dạng. Ông cần phải tới bệnh viện ngay để chữa trị, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề ở đây là không có cách nào để gọi người giúp trong tình huống ngặt nghèo đó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì một thành viên đã nhanh trí nghĩ ra một cách gọi giúp đỡ khi nhìn thấy chiếc gương. Ông lấy chiếc gương và tạo ra tín hiệu nhấp nháy theo mã Morse nhờ ánh sáng mặt trời. Thông điệp mà ông tạo ra theo mã Morse là SOS cấp cứu. Chỉ vài phút sau, với một chút may mắn khi một phi công đang bay ở độ cao 10.700 m phía trên vô tình nhìn thấy. Người phi công nhận ra ai đó bên dưới đang cần sự giúp đỡ và hạ xuống để vị bác sĩ có thể mau chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất còn rất nhiều trường hợp thoát chết khỏi tình cảnh nguy hiểm nhờ biết sử dụng các vật dụng đơn giản, quen thuộc như vậy. Và cách sử dụng gương để tạo tín hiệu cầu cứu có lẽ sẽ là phương pháp đơn giản nhưng có thể cứu mạng bạn trong tình huống xấu nhất. Hãy thử tìm hiểu cách làm này ngay nào. ưu điểm của phương pháp này là rất đơn giản. Vật dụng thường được mang đi trong các chuyến đi thám hiểm, đi chơi ở rừng hay biển. Và quan trọng nhất là khoảng cách truyền thông tin khá xa nhưng nhược điểm của nó là chỉ dùng được khi có nắng. Đấy là cách mà bạn có thể tìm thấy trong sổ tay sinh tồn của lực lượng không quân Mỹ hay trong Thế chiến II, các khoa tiêu hải quân luôn mang bên mình một chiếc gương trong cẩm nang sinh tồn của mình. Năm 1800, quân đội Mỹ còn sử dụng gương để truyền tín hiệu xuyên qua sa mạc rộng lớn từ Arizona tới New Mexico. Đầu những năm 1800, nhà toán học và nhà khoa học người Đức tài năng Can Friedrich Gauss đã chứng minh được rằng một chiếc gương nhỏ có diện tích bề mặt 6,5 cm vuông có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời trong bán kính 11 km. Đây là một khoảng cách không tồi đối với một vật dụng nhỏ đơn giản mà bạn có khi rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sau đó, năm 1860, một sĩ quan quân đội Anh có tên Henry Christopher Mans đã nghĩ ra cách tạo ra thông điệp cầu cứu từ kết quả mà Gauss đưa ra trên có tên máy quang báo Heliograph. Việc còn lại mà bạn cần để phát đi thông điệp SOS là biết về mã Morse. Mã Morse được họa sĩ Samuel Finlay Brace Morse 1791-1872 phát minh vào những năm 1870-1967 sau đó trở nên thịnh hành vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 như một bảng mã tín hiệu, mã hóa ký tự dùng để truyền thông tin trong cuộc chiến tranh. Theo đó, tất cả những ký tự thông thường, chữ cái, dấu chấm, dấu phẩy hay các ký tự đặc biệt đều sẽ được mã hóa thành các phần tử dài và ngắn, chấm và gạch. Về hình thức thì có rất nhiều cách để biểu diễn loại mã này như thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch hoặc các sung ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng bằng ánh sáng sự nhấp nháy để truyền đạt thông tin về cơ bản bạn có thể dụng gương hay bất cứ vật gì có thể phản quang tốt như ly mắt kính đĩa cd chỉ đơn giản là để gây sự chú ý dù không biết cách truyền tín hiệu sos bằng mã morse việc cần làm chỉ là phản chiếu ánh sáng nhằm thu hút sự chú ý để người khác biết rằng bạn đang cần giúp đỡ đó là trường hợp xảy ra năm 1991, khi một máy bay rơi xuống biển Caribe, bốn người sống sót đang cố vật lộn với sự sống bằng tiếng la hét nhằm gây sự chú ý với những con tàu hay máy bay đi gần khu vực của mình, nhưng không thành công. Sau hai đêm lênh đênh trên biển với sự tuyệt vọng, tưởng chừng như đã không còn chút hy vọng le lói nào thì một ý tưởng chợt đói lên trong đầu họ bằng cách dùng chiếc thẻ tiến dụng để phản chiếu ánh sáng mặt trời vào một chiếc máy bay họ đã được cứu sống thần kỳ còn hình trên đây là mã Morse của thông điệp SOS với 3 tín hiệu ngắn, 3 tín hiệu dài rồi 3 tín hiệu ngắn, sau đó tạm ngưng và lại tiếp tục. Bạn có thể truyền thông điệp này bằng cách dùng gương tạo ra 3 ánh sáng nhấp nháy rất nhanh đại diện cho 3 chấm và 3 ánh sáng nhấp nháy nhưng thời gian kéo dài hơn đại diện cho 3 gạch rồi lại 3 ánh sáng nhấp nháy nhanh. Đó là cách dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Nhưng lưu ý, đừng phản chiếu ánh sáng vào mặt phi công cứu hộ. Nếu họ đã nhận ra và tới chỗ bạn vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho phi công khi bị lóa mắt. Bạn đừng quá lo lắng, nếu mình không tạo ra được thông điệp SOS hay người khác không hiểu được thông điệp này, vì chỉ cần người nào đó chú ý được ánh sáng phản chiếu một cách bất thường thì khả năng được cứu sống của bạn đã rất cao rồi. Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ gần đây khoe một loạt các phát minh được thiết kế nhằm giúp đặc nhiệm Mỹ đọc suy nghĩ của người khác. Thiết bị này được nói là giúp đặc nhiệm hải quân SEAL, đặc nhiệm mũ nồi xanh Green Berets và các lực lượng đặc nhiệm khác xác định liệu người dân địa phương có hiểu những gì họ nói hoặc những câu hỏi họ đặt ra với dân địa phương có phải là chủ đề gây khó chịu hay không. Thiết bị sử dụng một loạt các cảm biến nhằm theo dõi tình trạng tâm lý của đối tượng, thông báo về sự căng thẳng và các yếu tố khác. Tờ Defense One tường thuật rằng toàn bộ thiết bị này được Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ, SOCOM và 15 đối tác phát triển với ý tưởng đây là một công cụ phân tích tâm lý, mặc dù tên gọi như thế, bộ thiết bị này không thực sự là công cụ đọc suy nghĩ. Thay vào đó, thiết bị này sử dụng radar và các loại cảm biến khác theo dõi nhịp tim và thân nhiệt của đối tượng. Bộ thiết bị cũng phân tích cả giọng nói. Với thiết bị này, đặc nhiệm Mỹ có thể bí mật xác định liệu một cuộc gặp với dân địa phương có diễn ra êm đẹp những người tham gia có thực sự hiểu nội dung của gặp hay liệu những lời nói của họ có được dân địa phương hiểu, tiếp nhận hay không, hay kết thúc với sự giận dữ, căng thẳng trong tâm lý của người bản địa? Thiết bị này sẽ đặc biệt hữu dụng khi đặc nhiệm Mỹ phải giải quyết công việc với những người thuộc nền văn hóa khác, đặc biệt với những đối tượng thường che giấu tình cảm trước khách lạ, người lạ đặc nhiệm Mỹ phải hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới có thể sẽ không có được sự tương đồng văn hóa trong nhiều trường hợp để có thể hiểu được hết những gì đang diễn ra. Trong một lần thử nghiệm thiết bị, một đối tượng thử nghiệm được hỏi một loạt các câu hỏi và chúng khiến anh ta khá không thoải mái. Bộ thiết bị đã thông báo cho người điều khiển biết rằng sau đó các câu hỏi khiến đối tượng lo lắng và điều đó đã làm thay đổi một số hành vi của anh ta. Ngoài bộ thiết bị thăm dò cảm xúc này, các nhà thầu của SOCOM còn sáng chế ra một loại găng tay cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ có tích hợp bản đồ 3D để lên kế hoạch không kích chiến thuật, một loại áo được tích hợp cảm biến có thể gửi đi các dữ liệu thể chất của người mặc tới đội ngũ quân y bao gồm nhịp tim hoặc thông báo liệu binh sĩ đó đã trúng đạn hay chưa. Liên quan tới đặc nhiệm Mỹ, mới đây trong một quyết định lịch sử của lực lượng đặc nhiệm Mỹ các đại đội của lực lượng ứng phó khủng hoảng CRF sẽ bị giải tán. CRF là lực lượng ưu tú của đặc nhiệm Mỹ, mũ nồi xanh, chuyên thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp chống khủng bố và giải cứu con tin. Mỗi đơn vị đặc nhiệm Mỹ có một đại đội CRF và họ được coi là lực lượng dự trữ chiến lược của mỗi chỉ huy chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp trên toàn thế giới. CRF từng được gọi là các đại đội chỉ dành cho các tình huống đặc biệt tạp chí quân sự SOFREP cho biết rằng Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt của Quân đội Mỹ USASOC và Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt số 1 đã quyết định giải tán CRF vì các đại đội này được cho là không được sử dụng đúng mức và vì thiếu người điều hành. Tuy nhiên, quyết định này phù hợp với các thay đổi đang diễn ra trong hoạt động chống khủng bố đến chiến tranh phi quy ước ở Bộ quốc phòng Mỹ đang chuyển hướng từ chống nổi dậy sang các cuộc xung đột gần ngang với các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Một động thái báo trước quyết định giải tán CRF đã diễn ra đầu năm nay. Vào tháng 1, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị bao vây bởi những người biểu tình và dân quân hậu thuận Iran trước và sau khi Mỹ giết chết Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm cnnt đã quyết định triển khai thủy quân lục chiến thay thế đơn vị CRS chịu trách nhiệm về Trung Đông. Thông điệp rất rõ ràng, chúng tôi không cần bạn, một nhà điều hành CRF cao cấp đã nói với SOFREP rằng CRF đã không được sử dụng một cách hiệu quả kể từ cuối năm 2011. Và còn đó, sự trồng chéo, xung đột khi bạn có trong tay các đơn vị đặc nhiệm cấp 1, chẳng hạn như Delta Force và Seal Team 6, với vai trò chính là phản ứng với các kịch bản chống khủng bố và giải cứu con tin trên toàn thế giới. CRF cảm thấy hơi bị dư thừa và xa xỉ. Chi phí quản lý và duy trì CRF là không hề nhỏ. Ngoài việc trải qua đào tạo tại các trường đặc nhiệm tiêu chuẩn, tất cả các nhà điều hành CRF đều phải trải qua khóa học kỹ thuật, khai thác, phân tích mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm. Một số phải trải qua khóa bắn tỉa, cả hai đều kéo dài 9 tuần. Do đó, nhiều thời gian và tiền bạc được đầu tư vào những thứ không được sử dụng thường xuyên do tình hình đã có nhiều thay đổi. Bản tin của chúng tôi xin phép được dừng tại đây, xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.